Khởi đầu Nico thì chỉ có đánh, nói chung là an toàn là đánh rồng bậc 4. Mạo hiểm một chút thì có thể đánh rồng bậc 5, nhưng mà không khuyến khích. Mạo hiểm như thế là các bạn phải đòi có Ao-Xin 2 đấy. Ở level 8 ấy mà đồ mình như này cũng đâu khuyến khích đánh Ao-Xin đâu. Uff, AFK, AFK ngon bù lại tiền các bạn. Khi nào mà con nào nó bay vào giữa, nó sẽ bay vào chỗ này. Thì cục ngọc của mình nó phải, nó sẽ bay tự bay vào chỗ này đúng không? Thế mình cũng không cần lắp đồ. Bay vào thì cho Kama dễ giết quân hơn. AFK đi. AFK rồi. Không bán đi tích tiền à? Trong cái lúc các bạn chọn hết, cậu làm gì có quyền bán tướng nhỉ? Alo. Hay là cái đấy tôi nhầm. Làm gì có chuyện bán được lúc đấy. Tôi không nhầm là không thể bán được đâu. Hai sao mạnh thế. Hai con Kama giết được một con Olaf không? Rất là được. Giết được thêm một con nữa chứ. Đừng thắng luôn là được. Nó chắc là không thắng ở đâu. Ui, đau thế. Mai sao deep, mai sao deep. Grab mai sao. What the hell? Gậy đi. Bạn đã có thể chơi game trở lại. Ui, trận này còn mâm mâm pháo nữa. Olaf. Kêu lên cấp. Ok. Tạm ổn. Nhà này cũng AFK. Giàu phết đấy chứ. 50 tiền luôn. Tại vì người ta không có Nico anh em. Anh em mình có Nico là bị nghèo hơn. Ok rồi, tháo giao tranh này đi, cố gắng tháo giao tranh sau nữa. Tầm này không xóa được ẩn chiến binh rồng nữa các bạn. Tại vì nếu mà xóa thì phải thay đổi quá nhiều. Chắc chắn là chỉ có búp nớp thôi. Thua rồi. Nó không tệ lắm, nói chung là giữ được máu. 82. Bàn tay nhá. Ồ, mạnh thế, và rớt hai luôn mà. Giết được ba con tăng thì là đẹp. Không, được. Chắc là giết được một con quá. Và rớt nó mạnh anh em. Đây. Ôi dồi ôi, giờ lấy Pandora. Xong liều mạng đánh với top 1. Nhập nhất hoặc bét. Vừa chưa đánh thế làm sao được. Roll đi các bạn. Chắc vẫn lấy túi đồ thôi. Ba mảnh là ổn định nhất rồi. Nó xét diệt. Nó xét diệt giáp lửa. Nghe hợp lý hơn. Đù đi một vòng mà Olaf lại bị đấm. Olaf giữ đồ không tín lắm nha. Cái này dốc máu là quá bú rồi. Thắng giao tranh này. Thắng giao tranh này rồi sau mình roll luôn. Kiếm một con đế giả.
Okay. Level 7 là Savanna thì lại phải đánh thôi. Rơi A nhưng mà chưa Nico được. Vẫn cần những con khác nữa. Chả Rakan 2 hay gì đó. Hay Karim 2, 1 trong 2. Rồi lên đây rồi thì lại bình tĩnh lại. Relo, Shyvana nữa. Rồi đây. Ấn xạ thôi. Thúi đồ làm gì. Bốn xạ luôn. Hecarim chịu trúng cả Nila luôn nhỉ. Cái gì đấy? Cái gì thế? Alo? Giật. Hay. Chịu. Má 12 con nó vừa phi đấy, phi vào dây ra sợ vãi nồi. Mày thua có một con. Con Rakan nó có tới đây không ạ? Tới thì bú, không tới thì hơi phế. Tới tận đây. Ok. Sao lại là Lulu à, lại thua rồi, thì ra mạnh quá ạ. Morello đấy bạn. Hecarim 2 thì chắc là mình lên cấp mình vẫn sẽ phải roll kiểu một con chay hay ra gì đấy, có thể là mình sẽ roll ra được Hecarim à? Một con. Mỗi nhà kia có một con thôi. Morello. Đẹp nhất là ra một Hecarim, một Shyvana. Bát ngon. Ba ẩn để làm gì? Ờ, có mấy thằng, ồ, ba thằng Deja ngon, bạn ngon. Có ba thằng Deja các bạn ạ. Nào, bây giờ mày bay đâu, tao xem. Sao lại thế nhở, để đây thì nó không bay vào góc. Để chỗ này thì nó bay vào đây, cay quá các bạn. Khó nhỉ, cái bài rồng này nó cũng mạnh gớm. Ý, nó cũng làm được chiêu kìa. Oh man, để ra mạnh ấy. À, huyết kiếm ánh sáng không hấp dẫn lắm. Trừ khi đấy là Shyvana 2. Kiếm súng được cung xanh. Sắp phải đánh, ừ, nhiều nhà kỵ sĩ. Đấy. Ok. Lúc giờ chỉ có cầu nguyện thôi, cầu nguyện ra Shy 2 thôi. À, là nó có cái rồng lộn lộn ở đâu ấy. Karim 2. Nila này nó phải đi theo con Raken đúng không các bạn? Ôi, rồng bay được lên rồi. Không đi theo luôn. Bắn vào mặt dây A luôn, đánh dây A chết luôn. Phù,
này thì nơi là bài rồng ở ông này rồng nó không có đam. Khổ nhỉ, suốt ngày khởi đầu Nico, xong cái Nico ở đấy đến kiếp sau ấy. Em biết cái Nico nó tồn tại để làm gì. Nhìn cái Nico mà tôi cứ tự hỏi, ấy. Ê Nico ơi, mày tồn tại để làm gì ấy? À thôi, gọi là cái máy nhân bản ấy. Ai, anh cho em mọi thứ trên đời nhưng không cho em thứ mà em muốn. Cảm ơn anh. Chiếu hụt hết à, chiếu trúng dây thôi. Nhảy có cái quyền trợ ánh sáng nhưng cũng sợ thế. Đánh một hồi con đề ra bao nhiêu đam. Ăn được không? Hút máu, thắng được. Để ra bổ, để ra hai thì mình thua. À, được cái máy chiếu đi vậy. Mỗi lượt ra một con chiêu ngươi chọc tức à? Một rune Savannah. À, không có cung xanh, không ăn được mấy nhà kỵ sĩ này mà. Khỏe. Bát 1 kích hệ được rồi. Không bao giờ Nico bát 2 nhá. Ra bát 2 thì các bạn có thể cân nhắc là các bạn mua nếu các bạn không có ngưỡng sức mạnh khác. Còn Nico bát 2 là không bao giờ đáng. Rốt ra bát 2 luôn. Thí mẹ 5 tiền, thí mẹ 10 tiền. Nhưng mà tôi cũng không chắc là tôi có lên nổi 9 không. Vì bây giờ tôi có 13 tiền thôi. Bát 2 thì có một cái lợi hơn bát 1. Đấy là chắc chắn là công sẽ ra được chiêu. Bát 2 nó chỉ lợi hơn đúng một khỏa thôi. Đó là khả năng tăng cái khả năng ra chiêu lên thôi. Vì có lúc con bát 1 thì nó sẽ bị chết sốc bởi một cái sát thương gì đó. Bát 2 thì khả năng chết sốc nó giảm xuống rất là nhiều. Giật cái. Giật em ơi. Ok. Ba đồ chơi luôn. Thôi thì tôi lên rôn dây A3 đi. Đã mà thế rồi thì mình rôn dây A3 luôn. Giờ không rôn nữa. Chờ lên dây A3 luôn. À, Shavada 1 nó suýt kiểu bị sốc chết luôn ấy. Trông bị sợ vậy chứ. Nhưng nếu dây A3 thì nó đã mạnh hơn Shavada 2 rồi nhỉ. Ủa, bà để mạnh thôi. Cái huyễn này mạnh kinh người luôn ấy anh ạ. Shavada 2 Ronald đi. À, nó thôn. Đoạn đặc ngạo luôn. Quá căng. À, bài mình có Savannah 2 nó khỏe hơn khá khá nhiều. Ok, đằng nào thì cũng bị chiếu nửa đội hình mà, kệ thôi. Chết luôn. Bắc 2. Mỗi cái thông đạo. Tầm này khó đấy các bạn. Chả Odin gì. Ra đôi dây A thì mua, không thì thôi. Savannah 2 đủ thắng. Đủ. GG bro.